phần này là 149. Ở đây là thị trấn Núi Thành các bạn. Thị trấn Núi Thành ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Ngãi, Hà Nam. Quảng Nam, ui, nay còn Quảng Nam cơ. Để mình nói Quảng Ngãi, Quảng Ngãi đâu. Nãy để các bạn. Quảng Ngãi còn 40 số nữa. Ở đây vẫn còn Quảng Nam mà. Đi mình thấy cái chữ còn 40 số nữa. Các bạn nãy để qua Quảng Ngãi rồi đó. Ờ, để chưa. Đi về hướng Quảng Ngãi thôi. Ở đây vẫn còn Núi Thành, Quảng Nam. Trên hành trình đi xuyên Việt đầu tiên của vợ chồng mình, ban đầu là mình đi từ mũi Cà Mau ra mũi Cà Mau ở điểm cực nam của Tổ quốc, mình đi ra điểm cực bắc ở chỗ cột cờ Lũng Cú, đi thêm mười mấy cây số nữa mà. Sau đó mình mới quay vô từ điểm cực bắc về mũi Cà Mau. Hành trình băng dài này là mình đưa lên kênh YouTube Vợ Chồng Sửa Xe, còn mình đi là mình đưa lên kênh YouTube Vợ Chồng Du Ký. Hiện giờ băng dài này mình đang đi ở thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, còn cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ có dài 5m thôi. Ở dài 8 km, nhưng mà mình không có về thẳng nữa. Mình rẽ lên con Bà Lâm, Băng Đen, mình chơi 1-2 ngày. Sau đó mình vòng vòng vô con tôm, lên cu, qua Buôn Mê Thuột, Buôn Hồ, Buôn Mê Thuột, mình chơi vài bữa. Sau đó từ Buôn Mê Thuột mình mới về Sài Gòn nghỉ ngơi, xong ở Sài Gòn mình đi tiếp Châu Đốc, Tịnh Biên, Hà Tiên, Rạch Giá, rồi Cà Mau, rồi mới đi ra mũi Cà Mau. Từ thành phố Cà Mau mà đi ra mũi Cà Mau là 100 mấy cây số nha các bạn. Các bạn có xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần hai chồng mình các bạn. Thứ hỏi em chắc có ấn tượng rồi, nhưng mà hỏi nó ra thì nó vậy đó. Hành trình vòng quanh đất nước Việt Nam của vợ chồng mình dài khoảng 6.000 km, đi cũng mấy tháng. Hiện giờ là ngày thứ 29 của hành trình của vợ chồng mình. Bữa nay là 29 ngày. Mấy ngày trước mình đã cần đến ngày bạn quá. Mấy ngày trước đi thì ban đầu tung lắm, giờ đi đều đặn hết. Qua 29 ngày lang thang ăn cơm vui phụ chợ, bụi đường gió bụi đều đặn hết, giọng nói khác luôn, rồi cũng đều đặn, cũng ly bì nhưng mà không lấy lại sức nổi. Không hiểu sao đi trên xe không ấm mệt gần chết, ngồi không mệt, vô cái sàn ngủ như chết, đâu có làm gì nặng đâu, ngồi xe không mà nó bết gần chết. Mà nó hay lắm mà, ở đồng bằng mình chạy hoài thì không sao, mà lên vùng núi mà ôm cua dài cái nó buồn ngủ, cái tấp vô lại đều ngủ, ngủ chừng 5 tới 10 phút cái thịnh đi nữa, đi nữa chạy chừng vài trăm cây số nó là buồn ngủ tiếp. Quanh vài cái cua là nó say sống, buồn ngủ, buồn ngủ là tấp vô ngủ chứ không cần biết ở đâu. Còn đi đọc bằng mẹ chạy hoài được hoài không sao, làm như lên đó nó say xe rồi say độ cao, với cái cua nó quật liên tục, mắt tự động nó nhắm nghiền lại, uống xịt tin liên tục không say nhê hết. Đi đồng bằng này chạy hoài được hoài thôi. Đi sao
luôn phải không? Ở đây cây xăng ít. Đâu ai bán, không có bán. Để bán chai vậy. Để bán, bán. Có chỗ đậu xe. Đây thì giờ có cơm rồi. Làm một máy chỗ đậu xe là bự nè, không chạy. Mình ghé mấy chỗ bán mát lắm, chịu nổi. Mấy chỗ bự bự mình vô mình kêu dĩa cơm mà nó 100.000 dĩa. Mình nói bán mình thử dĩa 50 nó ít có bán được. Nói cũng bán chừng không tới nửa chén cơm. Luôn cái chân hết. Về vô quán cơm nữa. Đây gà ra của ta. Này đâu vô đây nè. Không không. Cơm đâu? Thịt gà đây không? Đậu rai. Đậu rai. Đậu rai. Đậu rai. Đậu rai. Cái bên kia là cái quán khác. Ủa cái hả? Lòng sao lại. Rồi, ghé quán cơm đây thử các bạn. Cơm có cơm không? Hỏi có cơm không em ơi? Rồi, không có cơm. Chưa có cơm hả? Bây giờ anh chị mới làm. À, thôi. Tiếp giờ tục. Có đồ ăn mà chưa có cơm. Tiếp tục. Thấy có cơm mừng quá, quanh ve lại. Thì mới làm đồ ăn 2 món, 3 món hả? Mấy món còn chậm có cơm, mới bắt lên. Chưa cơm, 10 giờ mới bắt cơm. Để bắt cơm trễ quá. Để chai thì ta để chai đâu có bán. Cứ kiếm cơm ăn, quán cơm nhiều lắm. Không ăn là bậy, ăn là bậy ớt quá. Mà tranh thủ đi vô mấy cái quán cóc ven đường. Thì mấy chút nữa, 10 giờ mới bắt cơm mới. Giờ 7 giờ chờ tới 10 giờ chết à. Ăn đỡ đồ khô lưng họp đi. Và mình tiếp tục cuộc hành trình. Cái ngày để vậy chứ đâu có bán. Đa số để bán. Để bán chai nhiều lắm mà không có bán. Qua mùa dịch là nghỉ bớt hết. Như này để cơm đâu có bán. Vô mấy cái quán bình dân là bán bình thường, nói chuyện được chơi. Không, giờ mới biết đồ ăn ngon. Giờ biết đồ ăn ngon. Cái quan trọng là có chỗ đậu xe chứ không có đậu dắt dắt lại đường. Không, giờ mà bà nấu đồ ăn là biết món đồ ăn giống như trong Nam mình. Nó làm có 2 món hả? Món gà với thịt ram. Có tiêu á. Cái bàn đâu có cơm. Để chai vậy là chứ có cơm. Thích ăn cái quán chân giả vui vẻ. Nãy sao chị không bắt cơm sớm để làm đồ ăn hôm nay. Cơm sớm nguội. Đấy nó không điện mà nguội gì.
để hâm, để chế độ hâm, chắc bán cho con mình mà công người ta đã bán trưa, còn ở mấy miền kia 6 giờ chiều nó mới bán cơm, ban ngày nó không bán. Như cái chị bán phở 6 giờ chiều bán, mà đi xung quanh mình đi cả trăm cây số, nhà cửa thưa thớt, 6 giờ chiều mới bán cho ai. 6 giờ chiều tôi đi cơm ăn không? Sao nhà cửa thưa thớt ở Lăng Sơn trên giáp ranh Trung Quốc, nhà cửa thưa thớt không ai thấy, để cơm phở đút đầu vô mày ăn phở đỡ chứ sao vậy. Cơm thì 6 giờ chiều mới bán, mà nhà không có nhà dân thưa, đường thì đường tỉnh lộ nhỏ xíu, xa xa không có căn nhà, quần cột quần chân cửa hết rồi. Sợ nhất là hai chữ bình dân. Để cơm bình thường rồi vô mình ăn, chứ cơm bình dân mình sợ. Ở trong Nam thì mình ít, ở ngoài Bắc mà để ngát. Vô 100.000 dĩa ngừ dội hàng liền, nó làm thử dĩa 50 luôn, có 2 cái hết thì đi tiếp lại kia bán 25.000 dĩa ăn tràn bán học. Để cơm trưa đi, khỏi ghé mất công, bị bây giờ mới có hơn 7 giờ sáng. Miền Trung 7 giờ sáng là nó nóng lột da luôn. Mình ngồi trong máy lạnh mà ở ngoài xuyên xuyên vô có miếng nắng mà chịu không nổi. Tại biển là một đường, là một đi đi Vũng Tàu. Cấm quên đầu xe mà sao đi quên. Cơm cua được. Đi vô khu nghiệp Trung Quốc mà xe. Chỗ này không được quanh đầu, nhưng mà vô khi mình ra đóng cửa hết đây, bên cô đồ cắm hết chỉ ghế trái. Biết Quảng Nam rồi, nhưng mà xã nào? Sơn Bình, Bình Sơn gì? Bình Sơn. Vậy là qua huyện Bình Sơn. Hết núi Thành. Quay đó cầu tóc đi rồi đó. Đường cầu tóc, không phải đâu. Đó xe đi, cầu tóc. Đường cầu tóc xe chắn que, cầu tóc. Là cầu tóc CT01. Trên Vigo để là CT01. Vắng. Ít người chạy hơn đường quốc lộ 1. Chính giữa này sát bên là đường xe lửa. Đường xe lửa mình đi cặp nó nhiều lắm mà không có thấy xe chạy. Thấy đường miếng. Ít lắm, chở hàng không. Qua thấy đường miếng. Thì cũng chở hàng không à. Chừng đó là lượng xe chạy ít. Vô Bắc vô Nam, Nam vô Bắc thì kìa. Đặt xe lửa mà xe lửa mà mình đi xe lửa mình đâu cần đưa chứng minh anh. Mua bằng chứng minh, lên xe kiểm tra chứng minh, khác xe chứng minh là không cho đi.
mua trên Momo á, triệu ba mấy à. Máy bay cũng triệu ba mấy, xe lửa cũng triệu ba mấy. Máy bay tươi. Tùy theo mình lựa cái hồi thấp điểm hoặc là dễ dớt. Còn mấy khác mình không biết, mình cứ mở Momo lên mình thấy có 1.320.000. Lựa cái xong vé gì. Thì đó. Nó chỉ còn ghế nào với ghế nào mà mua là phải đi liền. Bởi vì người ta còn vài vé ta đưa đẩy lên Momo ta bán. Còn chứ phải săn vé gì thì đó là săn vé đó, có cái săn vé mà dạng không đồng nữa. Ừ, trước nó vài tháng. Ta mở ta bán một cái vé săn được săn hoặc là giá rẻ. Còn nhiều khi ta bán vé vét á. Ví dụ đoàn tàu ngày mai nó chạy còn mấy ghế ta bán lên luôn. Mình đặt mình chuyển tiền qua Momo. À, hàng sang mới được mấy. Có 1.300.000 à. Hàng sang. Tùy không có cái đó cái ngồi mềm thôi. Chứ không cần thiết phải giường nằm. Giường nằm chi? Ngồi vậy nè. Hoặc là phòng thì nó mắc hơn. Ngồi vậy nè. Nhưng mà ghế mềm hồi xưa mình mua cho ba má đi quả là 400.000, ghế mềm phòng ghế lạnh. Giờ là mắc hơn. Thì giờ là 1.320.000 á. Thì đó là 400.000 ghế mềm mà phòng ghế lạnh. Chứ không phải là giường như bật ra nằm ngủ được. Giống như ghế ô tô vậy. Bật ra ngủ được. Có 36, 37 tiếng hồ tới đâu gì đâu, một ngày đi một ngày một đêm rồi một ngày nữa tới Hà Nội. Có hành trình đi chuyến này thử. Mai mốt đi máy bay. Trên máy bay ta cho quay phim mà. Cho quay không quay. Nhưng không sử dụng điện thoại thôi. Chứ quay bằng gì? Quay bằng điện thoại nhưng mà lại quay thôi. Tắt chế độ máy bay học không được. Cầu nước mặn mà ở đây gần biển. Để dùm lại có biển không? Gần biển. Nó gần chứ nó cũng xa lắc xa lơ nè. Rồi chuẩn bị mình rẽ. Ủa mà chị rẽ đâu? Bên này thì rẽ đâu, cái gì rẽ đâu? Con còn đường một đầu nè. Lên đèo phiêu lắm. Còn chưa đất gãi phiêu lắm gì đó. Thôi chàng ra nó không có đường rẽ lên đèo phiêu lắm, nhưng mà đường này đường nhỏ. Đi đường lớn, mình ra Quảng Ngãi mình lên phiêu lắm. Lên. Thì sim Quảng Ngãi cho Quảng Ngãi lên mạng miễn phí là sao? Cái gì? Để sim Quảng Ngãi cho Quảng Ngãi lên mạng miễn phí. Thì mua sim là trả tiền rồi lên là không tốn tiền nữa. Cũng như nạp Viettel 300.000 7 ngày thì đó là miễn phí rồi, xài lên mạng miễn phí. Đi trên đường hết là mình dùng Viettel. Mấy cái mạng khác nhiều khi lên trên núi không có, nhiều Viettel có. Càng dùng núi chừng nào thì cái mạng mạnh chừng đó các bạn. Viettel là gần dùng núi mà treo leo chừng nào mạng mạnh cực kỳ. Phải nói mình đi Viettel mạng mạnh lắm. Nó càng dùng núi nó càng mạnh. Còn càng chỗ nào ít người nó là càng mạnh. Bị ít người sử dụng nhưng mà cái trụ Viettel nó phát cho bên quân đội á, bên đồng biên phòng rồi người ta sử dụng á, nên mình đi vô những cái nhà nghỉ mà gần treo leo mà ít người là chỗ đó mạng rất là mạnh, còn ở thành phố nó là yếu. Đông người thua. Đông người thì chia ra, như chuyện qua vô đầu Tam Kỳ đâu có mạng đâu, yếu xìu à. Nhưng mà đi Lục Cú, Hà Giang, Thác Bản Chốc, đi qua Bắc Bó, đi dọc đường biên giới không có ai hết mà mạng mạnh phà phà. Vô khách sạn rồi mạnh mạnh lắm. Đo mấy cái điểm đó lên tới 500-600 mê. Tải trên mạng mạnh phà phà. Còn vô thành phố 6-70 mê là nhiều. Yếu.
bị khách sạn nó yếu, chia nhiều phòng nhiều người. Ở đây là có đường lên đèo View Lắc rồi, mình không đi sợ đường nhỏ quá. Nó quốc lộ 24B. Mình muốn đi quốc lộ 24 bự. Cực thì không cực, sợ đường bé. Đi không bữa bết, trang bị đầy đủ đồ đi bữa ngán. Chạy đây 50 đập rồi đâu, kết thúc video. Dạ, vợ chồng mình cảm ơn tất cả các bạn cô chú anh chị đã xem hết video của vợ chồng mình. Châu Ổ, vợ chồng mình sẽ kết thúc video ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Quảng gì tỉnh Quảng gì đâu, Quảng Ngãi. Đây là Quảng Ngãi này các bạn. Và nãy là Quảng Nam. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Mình đi qua Quảng Ngãi nào cũng biết. Bây giờ thường ở địa phận mỗi tỉnh người ta có để các bạn. Còn đây là không có để, là để không có để địa phận Quảng Ngãi hay Quảng Nam gì. Đi mình còn không biết nữa. Không để, nãy không có cái cầu là còn Quảng Nam. Và mình xin kết thúc video đây.